Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Anh Tiến ạ. Vâng, ngày hôm nay bên em lại đang trong quá trình đang vận chuyển bàn giao và lắp đặt cho một bác khách hàng VIP ở Hoàng Hóa Thanh Hóa một tấm chú ngựa siêu đẹp các bác nha. Đây, tấm này cũng rất là to với kích thước chiều dài lên đến gần 4m và chiều rộng là 2m, hơn 2m3 các bác nha, và có độ dày là 20cm. Đấy, một tấm chú ngựa nguyên khối gỗ hương rất là khủng luôn. Đây là nhà của khách hàng các bác nha, rất là to, rất là rộng. Xe cẩu lớn của bên em có thể đi vào trong sân luôn. Đấy, nhưng mà có một vấn đề ở đây là cái phần cửa của nhà khách hàng ấy, nó lại không đủ rộng để đi nằm của tấm chú ngựa, không đi nằm được các bác nha, mà bên em sẽ phải cẩu đứng lên, dựng đứng lên để đi vào các bác ạ. Đấy, do cái phần cửa của nhà khách hàng nó hẹp hơn chiều rộng của tấm chiếu ngựa cho nên là phải dựng đứng lên để đi. Cũng có một chút vấn đề đấy là cái phần chiều cao của cửa cũng thế. Chiều cao của cửa nhà khách hàng cũng chỉ là cao hơn 2m3 một chút thôi. Có nghĩa là nếu mà dựng đứng cái tấm phản ngựa này lên đấy vào thì nó cũng chỉ hở ra khoảng tầm độ 1 đến 2cm thôi. Phải gọi là vừa khít luôn các bác ạ. Rất là khó khăn các bác nha. Đấy, nhưng mà đến với Hoàng Anh Tiến bên em là không có gì là không thể. Đấy, Hoàng Anh Tiến bên em là luôn luôn là chinh phục những cái địa hình khó nhất và phức tạp nhất. Đấy, các bác hoàn toàn có thể yên tâm vào Hoàng Anh Tiến bên em với rất là nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sản xuất gỗ nguyên khối. Bên em vận chuyển và lắp đặt tận nơi, vào tận nhà cho tất cả các bác ở khắp tỉnh thành trên cả nước các bác nha. Đấy ạ, đây là quá trình bên em đã cẩu dựng đứng cái tấm chiếu ngựa khổng lồ lên rồi và bây giờ đang tìm cách để đưa vào bên trong. Chiều rộng của cửa thì cũng ngắn hơn chiều rộng của tấm chiếu ngựa cho nên là không thể đặt ngang ra đưa vào được, và chiều cao của cửa cũng chỉ cao nhỉnh hơn một chút so với cái chiều rộng của tấm chiếu ngựa. Đấy, vừa khít luôn các bác ạ, nên là quá trình đưa vào nó cũng là hơi khó khăn một chút. Nhưng mà bên em vẫn đang tìm mọi cách để đưa hàng sản phẩm vào an toàn cho khách hàng, không gây ra bất kỳ một thiệt hại nào các bác nha. Đây, và đây là đang tìm đủ mọi cách để vận chuyển bằng được. Dù địa hình có khó đến đâu thì bên Hoàng Anh Tiến bên em cũng khắc phục được hết các bác ạ. Vâng, các bác mà có nhu cầu về các cái sản phẩm đồ gỗ nguyên khối như là phản ngựa, chiếu ngựa hay là bàn ghế, các bác cứ đến trực tiếp tại xưởng gỗ bên em các bác nha. Có địa chỉ tại chân cầu sông Tảo, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Các bác ở xa cứ liên hệ vào cái số hotline bên em 0911459 hoặc là 0977999000 để được bên em tư vấn các bác ạ. Đây, đây là cái đoạn đã đưa vào trong nhà thành công cho các bác này. Rất là rực rỡ luôn. Đấy, và đây giờ là đưa vào đúng vị trí mà khách hàng yêu cầu. Bên em sẽ hạ nằm xuống và đưa vào đúng vị trí mà khách hàng chỉ định các bác nha. Vâng, và đây là thành quả các bác nha. Thật là lung linh và đẳng cấp luôn các bác ạ. Không có gì để mà chê hết.